một không gian rực rỡ sắc hoa, chợ hoa xuân, điểm check-in lý tưởng dịp Tết đến xuân về. Từ những bông hoa đầy màu sắc đến những loài cây kiện quý giá, đã mang mùa xuân đến với thành phố biển Tây xinh đẹp. Cùng chìm đắm trong hương thơm dịu dàng, ngắm nhìn thành phố Rạch Giá rộn ràng vào xuân. Khoảnh khắc ấy sẽ được chúng tôi chuyển đến quý khán giả trong chương trình Phố Xuân Rực Rỡ Sắc Hoa, livestream trên kênh YouTube Truyền hình Kiên Giang vào ngày 4 tháng 2 năm 2024, nhằm ngày 25 Tết. Kính mời quý vị đón theo dõi.